Xin chào tất cả các anh chị và bạn, mình là Nguyên Vinh Ba đây. Và trong video clip tiếp theo này, mình sẽ hướng dẫn anh chị cái công cụ gì để chúng ta cần để chúng ta có thể thiết kế được các cái ấn phẩm. Công cụ, đúng không ạ? Thiết kế và các cái ấn phẩm thiết kế. Ok, đúng rồi. Chúng ta sẽ đi về cái bản này, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng công cụ gì? Chúng ta sẽ thiết kế trên nền tảng là kéo thả, vì vậy chúng ta cần cái công cụ được gọi là công cụ Canva, đúng không ạ? Cách đầu tiên là anh chị vào canva.com và anh chị tạo một cái tài khoản, đúng không ạ? Ở đây nếu như anh chị có tài khoản rồi thì anh chị sẽ được login vào trong tài khoản của mình luôn. Còn trong quá trình mà anh chị chưa có tài khoản thì anh chị hãy tạo cho mình một cái tài khoản. Ví dụ cái cách thức để tạo cho mình một cái tài khoản như sau. Ở đây anh chị có thể là vào gì nào, đăng nhập bằng Google đi cũng được, đúng không ạ? Nếu anh chị đăng nhập vào Google và ở đây giả sử anh chị sử dụng một cái email gì đó của mình để anh chị có thể đăng nhập vào cái tài khoản Canva này. Ví dụ mình có cái tài khoản Google là Tổng Viên Anh Nguyên đây này, đúng không ạ? Đúng không? Đây là một cái công cụ để giúp cho chúng ta có thể là gì nào, kéo thả được. Thì khi mà bạn sẽ sử dụng Canva với mục đích gì thì chúng ta ghi là gì nào, ví dụ chúng ta ghi là ok giáo viên cũng được, đúng không ạ? Rồi mình có thể mời những người khác tham gia miễn phí không thì mình bỏ qua cái này đi, đúng không ạ? Chúng ta bỏ qua những cái này. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng tắt ra những cái này luôn. Đây là các cái loại ấn phẩm mà chúng ta có thể thiết kế được, đúng không ạ? Rồi về với các bước như vậy, đây, anh chị có thể thiết kế được logo, anh chị có thể thiết kế được rất nhiều các cái ấn phẩm của mình, các cái tài liệu với file A4, cái bản thuyết trình, những cái bài đăng trên Instagram, cái brochure. Và đây là cái công cụ mà gì nào, nó sẽ tối ưu nhất cho cái người dùng. Bạn muốn thiết kế gì, ví dụ mình nói là mình muốn thiết kế logo đi chẳng hạn, ví dụ mình bấm ví dụ vậy thì nó sẽ ra một cái nền logo cho mình để mình có thể thiết kế logo. Tuy nhiên bây giờ mình chưa hướng dẫn anh chị thiết kế logo, mình đang hướng dẫn anh chị là cách tạo tài khoản, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta quay trở lại trang chủ, đúng không ạ? Nó quay trở lại trang chủ rồi. Vì vậy ở đây thì anh chị thấy là sau đó là chúng ta đã vào được cái Canva rồi đấy, với cái tài khoản là viết nguyên ở đây, đúng không ạ? Rồi và xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video clip tiếp theo.